Medusa đứng ở giữa cái vòng đấy bắn thì không ai có thể chạm vào con Medusa này được. Anh nằm. Một lắc trong tay bà tôi. Ê, hết game anh em ơi. Ê, đi wow. Dí 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 dí. Đâm 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 đâm. Người gọi là chơi Black Mirror hay nhất cái nền Dota thế giới luôn. Được đấy anh em đấy. Sigrid cảm giác là trai hot rồi anh em ạ. Một con nhện, một con Blood Mother cho Matubaman thì là thôi. Chết ông Ergon rồi. Con nhện này trong tay Matu mà đi mid thì ông Ergon đúng chỉ quỳ. Chơi điện tử chỉ quỳ luôn anh em ạ. Nằm gọi là đi bằng đầu gối ra lên mid luôn. Hay là đẩy Beastmaster ra mid nhở. Storm thì vẫn đi được, nhưng mà Storm là anh ta sẽ không clear được nhện con đúng thôi rồi. Còn Beastmaster thì với cái phi dìu, nhưng cái phi dìu bây giờ nó đã chuyển thành cái đam magic rồi. Đúng. Giật hết cả mình con ốc, tự nhiên thấy mỗi cái con đệ của nó mà ra là con rơi từ trên xuống thì anh hơi giật mình một tí. Này, và bây giờ các thành viên bên phía team Secret chồng của con nhện trong tay Matum là tôi đã cộng 100 điểm rồi nha anh em. Hợp lý luôn. Matum đánh nhện thì không phải bàn. Còn giáp do cầm Tiny thì cũng Secret thôi. Secret thôi anh em. Nhện của Matum Baman không tin nữa thì tin cái gì bây giờ? Matum cầm nhện thì không ai không thì không ai còn phải băn khoăn cái gì nữa rồi. Anh em sẽ được thấy một cái game đấu hủy diệt đến từ các thành viên bên phía team Secret. 2-1 dành cho Secret. Tôi tin Secret trận đấu này luôn. Đấy anh em nào thử Gator xem nào. Gator chết ngay. Anh em có cái quạt hay cái gì nhỉ để em quạt bớt ối khí ra đã, không anh em mình phán xong Secret đã thua thì mất sợ. Nhện khỏe mà. Tuy Slug trận này kinh đấy, một con Slug nếu mà xanh thì anh ta sẽ rất là khỏe, bởi vì đối phương không có gì cản cái con Slug này cả. Đúng rồi. Lượng đam họ không có stun AoE nhá, có mỗi cái stun của cái con Tiny cả, cái Bowless of Time thật ra chẳng phải bao nhiêu giây, không được bao nhiêu giây. Ít thời gian quá. Có thể còn giải luôn cơ. Đúng, đúng rồi. Secret nhá. Bây giờ anh em nhìn ối cũng phán Secret rồi. Ui. Bọn kênh 500 vừa đốt của tôi là tin tưởng Secret trận đấu này. Nào và bây giờ toàn bộ gọi là anh em trong 500 là tin hết vào team Secret rồi. Không biết là cái trận đấu này Papi đạo diễn như nào đây. Quan trọng biết là bên phía của team Secret thì sao. Rồi Matum được xe tango đi thẳng ra mid. Tất nhiên rồi. Ờ còn sợ Deep Connect luôn. Hay là sợ nhở. Sợ rồi anh em ơi. Nhìn thấy Matum cầm nhện đi mid thì thôi bỏ. Con Storm coi như bỏ. Gọi là Ergon đi vào đấy ông giáo ạ. Sợ tôm thì anh ta sẽ farm được thôi, nhưng tất nhiên anh ta sẽ không đi được cái con nhện này. Khi mà anh ta bắt đầu có chừng level thì anh ta sẽ là cố gắng di chuyển ganh thôi. Và bởi vì nhện của Matum thì anh em đều biết khoảng độ 9 phút là anh ta bắt đầu có defuse rồi. Lúc đấy thì Sợ tôm mà bị trí vào thì mất rất nhiều mana. Em nghĩ là Sợ tôm chỉ khoảng tầm khoảng level 4, level 5 là bắt đầu level 4 thôi. Với lối đánh của Matum thì mình nghĩ con Storm này khoảng level 4 thôi là bắt đầu đi vào rừng được rồi. Và đấy anh em nhìn thấy không? Đến cả cái ông cast ông quay cam này ông cũng phải dí vào người con Storm. Thì chắc là không đâu. Anh nghĩ cái kèo này cũng là dễ mà, không khó cho Storm đâu. Storm anh ta sẽ farm được. Nhện thì thật ra thì những con nhện con thì chắc chắn nó không dám dí vào Storm rồi. Dí vào là mất. Kèo này là kèo đi được cho Storm, chưa biết được. Matubama thì sẽ xanh hơn Storm bởi vì anh ta sẽ đẩy những con nhện của mình vào farm rừng. Nhưng mà đi Storm thì không thể, kèo này tôi thấy nhiều rồi. Nào bây giờ cùng xem trận đấu này. Matum cầm nhện anh em ạ. Ui lâu lắm rồi Matum cầm mấy con gọi đệ nó vô địch thiên hạ anh em. Quay trở lại với cả game đấu rồi. Gọi là sau tình huống Deep Connect ra để gọi là chấn áp tinh thần, gọi là chấn chỉnh lại tâm lý khi mà đối đầu với cả nhện của Matum ở lane mid. Giáp do thì một con Tiny mua đồ hơi dị một tí anh em ạ. Tiny nhưng mà không mua tango thì cả anh ta mua giày cả hai bình mana. Thế nếu mà bị Harass vào thì anh ta lấy máu ở đâu ra để hồi nhở? Em nghĩ là chủ động đánh một lane công ở trên top. Công gì anh ta không có máu thì công cái gì, anh ta sẽ là cố gắng đi kéo grip thôi. Sẽ là wave thứ hai là giáp do là auto đi kéo grip rồi. Với một cái giày thì cái con grip chốc khá là khó cản anh ta. Nhưng mà nếu mà bị Harass vào thì anh ta sẽ không có máu để hồi đâu. Có lẽ là sẽ chờ đợi ăn những cái bounty trước. Khi mà ăn xong những cái bounty thì anh ta mua tango ra sau cũng được. Bây giờ thì mỗi người một con gà mà, nên cũng là khá thoải mái thôi. Matumaman thì chắc chắn là đi mid, anh ta phải chạy ra để mà tạo cho mình những cái lưới trước ở mid rồi. Bây giờ thì về lại cái khu vực này để block creep mà thôi. Bắt đầu đi quăng chai quăng lưới rồi. Vị trí Umisa cũng đã đẩy lên đây, có cả Buffy và cả Zapdos ở đây. Có cả thêm dài luôn. Nhưng mà thực sự thì Umisa sẽ rất trâu. Phải bỏ rồi. Em nghĩ sẽ phải bỏ ra bounty rồi. Thế này thì bên phía của team Spirit họ sẽ có cho mình 3 cái bounty. Ba cái rồi, ba và Beastmaster cũng ăn được cho mình hai cái ở dưới bot.
vẫn là làm được đến từ các thành viên. Chưa ăn à? Để lại để chờ đợi sờ tôm có cho mình bottle vào ăn sau à? Anh ta muốn di chuyển ra để cắt clip trước, chính xác là block clip trước. Chưa ăn, vẫn để chưa đấy. Chưa, vẫn để cái bao tỉ ở trong rừng. Okay. Có thể nếu mà sờ tôm có cái bottle sớm thì anh ta có thể vào đấy để sạc. Bởi vì bây giờ thì những cái rune thì phút thứ tư nó mới có mà. Hợp lý. Kèo này thì level đầu sờ tôm anh ta sẽ liên tục sờ bam để mà đẩy clip vào trụ, làm cho Matong Aman anh ta khó farm thôi. Tiền top này thì Tini đâu rồi? Tini ở ở bot rồi. Đây rồi, Tini. Đánh lên công rồi. Kéo cam xuống đi ông ơi. Đây rồi. Ui, giáp rô ném lên và có cả Nisa ở đây. Sắp được 3 nhát rồi. Nhát thứ hai và bây giờ nhát thứ 3. Afterlife chạy đi đâu đây? Ba người đuổi dí theo, đó sẽ là cái first blood hay không? Afterlife luôn lách được. Cái gì đây? No. Nisa có mặt ở đây để chặn với chị Afterlife lại, mất cho mình một bình máu to rồi. To tiếp vào đây rồi. Vẫn sẽ là bạn dành cho các thành viên của team Secret thôi. First blood dành cho Nisa. Và chị cuối cùng có khi mà cái con Beastmaster tí nữa anh ta chạy thoát rồi. Ở trên top này thì với việc là dài phải đi một mình thì anh ta đang khá khổ và anh ta đã kéo trượt quay clip rồi. Bây giờ thì Immersion anh ta sẽ đứng đây quấy, thôi. Quấy mực anh em ạ. Quấy, giờ bút quấy. Dài. Bây giờ thì sao? Phải cho clip vào trụ. Với cái việc cho clip vào trụ này thì anh ta sẽ không deny được những con quái của team mình và làm cho Slug thọt đâu. Tuy là vẫn lát hit chuẩn nhưng mà vị trí của dài sẽ là hơi mệt. Bây giờ giáp rô có tình huống tốt, Misa vào chỗ bãi Anson cũng cấu đi được khá máu của Misa rồi. Và Anson những cái con quái to nó vẫn đang đánh vào mồm Misa rất đau, và thậm chí là cả giáp rô cũng đang muốn đấm vào mồm Misa luôn. Nào có ai di chuyển ra giúp giáp rô hay không? Misa bây giờ chỉ cần vị trí Oracle bắt đầu di chuyển dần ra, kéo thêm vào Monkey King nữa thì tốt về vị trí Oracle là đấm thôi chứ còn gì nữa. Dài trên top này thì trông tuy là phải đi cái lane một mình và bị đi nhưng trông rất thoải mái đến từ vị trí của dài. Matubaman thì đang có một cái lane mid hơi ít nhẹ, có vẻ là bắt đầu chưa có level, tầm ở level 3 thì anh ta mới bắt đầu sờ bam được. Bây giờ ở mid chắc chắn là những level đầu thì sờ tôm sẽ chỉnh hơn rồi, như mình đã nói ngay từ đầu cái kèo này thì sờ tôm anh ta sẽ đi được thôi, chẳng qua là anh ta sẽ không đi được con nhện. Sờ tôm thì farm vào nhện là easy mà. Dài bắt đầu đi quấy rồi. Dài level 1 á, hơi thọt một chút. Bây giờ anh ta mới có trong level 2 này. Dí vào người Immersion không phải là quá hay đâu. Vừa chặn hit and run rất tốt đến từ vị trí của Dài và Immersion đang thọt máu rồi. Nào không thể đúng well đâu. Đúng rồi. Well thôi mà bây giờ swap Marco về. Hợp lý. Nhưng mà tuy nhiên thì Dài thì anh ta cứ làm thế, anh ta không farm được ở đây thì Misa anh ta bị tót vào rồi. Phát có cả Park Bay. Dùng skill 1 thôi anh ơi, giữ chân lại nào. Em nghĩ là Misa sẽ chết thôi. Nào, dí vào này, bắn. Kamezoko và trúng giữa đầu Misa. Giáp rô, sẵn câu nào xong cho mình tốt rồi. Và vẫn là cái chết thôi. Puppy di chuyển ra rồi và Misa không thể di chuyển về. Một lần công cho các thành viên đến phía team Secret thì mà họ đã có cho mình hai mạng rồi. Mà Tum thì bắt đầu di chuyển cả vào rừng farm luôn. Có cho mình level 4. Rồi boss này Misa. Đây là một cái lane chip, thế nên là cái con mang kinh này nó rất là xanh, xanh như Slug ở trên top luôn. Tuy nhiên Slug làm tốt hơn khi anh ta deny được rất là nhiều. Beastmaster thì trông chẳng khác gì Mango cả. Được cái chắc là hơn một tí về level khi anh ta đã có trong level 3 rồi. Cái lượng deny của Monkey King thì nó thật sự không nhiều, nhưng còn Slug làm được deny được 15 con creep rồi. Sẽ là khá thọt đến từ vị trí của Zai. Và đây thì Misa còn túm được một con mắt đến từ các thành viên bên phía team Secret cơ. Khá là tốt. Nhưng mà anh ta đang làm được một việc, đó là làm cho con Tiny nó cứ phải đuổi theo con Orc. Thì Tiny là sắp 4, nhưng bây giờ anh ta mới chỉ có trong level 1 thôi, 4 phút rồi. Một con Tiny vẫn chỉ mới có trong mình level 1 mà thôi. Và bắt đầu có những tình huống di chuyển đi để con Tep Rune, Power Rune đã được nhặt một cái illusion dành cho vị trí của Zapdo. Zapdo sẽ điều khiển những cái Rune Bounty như thế nào đây. Fury Farm đến từ vị trí của Nisa, những cái lượng level cũng như là lượng creep deny được vẫn chưa bằng một con Slug được. Gần như là xem nhau thôi. Deny hơn vài con clip cũng chỉ cho anh ta thêm một chút tiền thôi mà. Đây, dí nhện vào thì chắc chắn là khi mà Sở Tôm dùng cái chiêu 1 thì anh ta sẽ chạy nhẹ đi thôi. Vẫn là ổn đến từ Sở Tôm. Sở Tôm thì sắp sửa có 6 rồi. Khi mà có 6 thì cái con nhện chẳng thể nào solo kill anh ta. Ở đây thì dài kịp thời lùi về với một cái swap buckle. Khi mà Misa thì mới chỉ có cho mình level 1, tạm chỉ có cho mình đấm đam luôn. Còn Orc này mà bây giờ mà anh ta tham lam di chuyển vào rừng ăn run, khi mà sắp phút thứ 5 thì sẽ bị nhện cắn chết này. Hiện tại là thời điểm phút thứ 5 rồi và bây giờ vị trí của Matum đã có cho mình level 6. Cái đàn nhện con của anh đang là khá đông ở đây, với việc chỉ cần bị khống chế lại thôi và Misa sẽ chết dưới tay của đàn nhện luôn. Và bây giờ thì Ergon đã có những tình huống
bắn vào cái đàn điện con này, cố gắng clear đi. Khó lắm. Không được. Nhưng mà phải dính chiêu 1, bắn không thì nhện sẽ hôi máu khi mà ở trong lưới thôi. Có lẽ là đi thôi, level 3. Thêm cả giáp do đang đứng ở phía trước để chờ đợi nữa thì là thôi. Tuy nhiên may quá, người ăn được mạng lại là Puppy. Trên top này thì Slug cũng muốn dí vào Pango nhưng mà không thành công rồi. Anh ta thì không có sự trợ giúp đến từ support giống như là mang khí kinh. Bây giờ đã có hai support bên phía Team Spirit di chuyển được. Một con Ogremazai level 1 ạ. Nó khá giống cả Tiny mà. Anh ta cũng là Tiny thì bây giờ có 2 hoặc là cũng 3 rồi, nhưng con Ogre thì đấy cũng chỉ 2 thôi mà, khác gì đâu. Hai ông đuổi nhau trong rừng. Hai ông đuổi nhau trong rừng ạ. Thế nên là hai ông đều thọt level rồi. Và bây giờ thì Ergon đang bị dí vào bởi bầy nhện con, cả là rất đau và có thêm cả một cái lưới nữa được đặt ra. Và Ergon có cho mình level 6 rồi, bây giờ muốn clear cái đàn nhện con này. Có một cú swap of fate mà Ergon tham cái rune đến nỗi bất mạng khu vực land mid rồi. Đó chỉ là một nửa đàn nhện của Matum thôi, một nửa còn lại vẫn đang đi farm. Pha đó là anh ta ăn được rune, anh ta phải bay đi luôn chứ không phải là cố gắng ăn cái rune hết để lùi về. Và bây giờ immersion anh ta cũng bị đuổi từ nhện, nhưng mà với cái vẩy mực anh ta clear nhện rất nhanh. Pha đấy thì cũng khá là đen, cái pha ở Dune ấy là cái vẩy mực thì nó không trúng con nhện bố, chính xác con nhện mẹ. Nếu không trúng con nhện mẹ lượng đam rất là lớn, bởi cái vẩy đấy thì nó cũng cứ đi qua một mục tiêu lượng đam nó càng lớn hơn mà. Và đây rồi, Zai đang êm vào, Tyrak thì đang nhảy lên nhưng không trúng con nhện. Ụ đi thôi, Zai có chết hay không đây, Zai đang rẽ vào đô sàn. Ụ đi rất vỉa đến từ vị trí của Zai luôn. Lắc thì anh em nhìn thấy cái sự khó chịu của Zai không, bay được khá nhiều tham thì cuối cùng thì mạng của Zai vẫn phải chết thôi. Sở Lắc thì anh ta tiếc một cái ulti, nếu mà sử dụng ulti thì anh ta sẽ chạy nhanh hơn và giết được cái con Bango này sớm hơn. Sở Tôm công nhận là hơi thảm, pha xử lý nó cũng từ ăn được rune anh ta phải bay đi luôn chứ không phải là cố gắng ăn cái rune hết lên để chạy đi. Em nghĩ là lượng đam là đủ rồi. Pha xử lý hơi bị đi vào lòng đất một chút. Và bây giờ thì Puppy Afterlife bằng level cả Puppy. Ngay lập tức có một cú phết edit cái búp ra để tránh cái lượng harass đến từ vị trí All Afterlife. Nhầm tí, nhện bố thì căng anh em. Nhện bố thì nhện bố thì bảo nó đẻ ra những con thì nghe sai đúng không? Đúng. Cũng là bậc phụ mẫu. Ôi, Immersion đã bị dí vào rồi và có cả Matu vào đây. Và đó là cái chết cho Immersion. Matum mà đánh nhện anh em ạ, nó vẫn là uy tín thôi. 3.900 tiền lên hút trước anh em ơi, pai trước này thì đánh theo đúng. Đường nhện con rồi. Đúng, nhện con thì lối chơi sẽ là lên pai, sau đó sẽ lên cho mình thả một cái orchid, xong rồi lên một cái bluthorn, đấy là hợp lý nếu mà đánh theo đường nhện con. Chúng ta có thể lên cái hút trước hoặc là bây giờ chuyển sang lên thì thu tiếp thì vẫn được, không sao cả, tùy thôi. Đẩy trụ rất nhanh đến từ vị trí của Matu và Man. Và bây giờ thì một cái stroke of fate không đủ để có thể làm gỏi đàn nhện con này. Thậm chí là Immersion có bị nhìn thấy ở đây. Rất may là vị trí của Matu không di chuyển ra, nếu không thì Immersion sẽ ăn bú tốt đến từ vị trí của Giáp Rô. Sirius thì họ đang có một con of land khá là thọt, khi dài mới chỉ có trong level 4 thôi. Nhưng mà hai land còn lại của họ đang rất là xanh, một con nhện cũng như là một con mang cái kinh quá xanh rồi. Thì mới sử cố gắng sử dụng cái Inwell để có thể lùi về. Vậy mực là không đến khi mà nhện chạy quá nhanh. Sai, lại một lần nữa nhảy lên trên đồi rồi, nhưng có vẻ lần này thì không hack não được rồi. Lần này thì lại đi rồi. Cũng lại đi rồi. Hai điểm permanent cho Dyrak. Bây giờ gò lại gây khó chịu dưới cục land boss này. Nhưng rất may có một con Hawk đã nhìn thấy vào vị trí giáp rô rồi. Hầu Afterlife sẽ đứng im, thậm chí là nín cả thở luôn. Bây giờ đẩy vào cái trụ len bot này rồi, có ai có là cái xu hướng di chuyển xuống để đép bot hay không? Ông Afterlife mới chỉ có cho mình level 4 và cái lượng đam đi ra đến từ chú Puppy là cố gắng giết cho mình còn để nó Afterlife. Cái con Boa gọi ra liên tục bị giết. Còn trước đó thì là Tiny, và còn tiếp theo thì đến lượt Puppy. Hai support, chính xác là hai offland chứ. Hai offland của cả hai team thì đang định bỏ rơi rồi. Dai cũng như là Ông Afterlife thì đúng là đồng đội bỏ quên luôn, đều phải đi một mình và đang rất là khổ ở đây. Thậm chí là Puppy còn đang nhiều tiền hơn cả Zai. Và Matum thì vẫn đang có cho mình một cái land mid outing hoàn toàn, đi rất thoải mái đến từ vị trí Matum và Nisa đang đứng trên cây rồi. Cẩn thận những nhát phi diều nhái. Nhìn Old Afterlife, cái netgood anh ta tuy là offland đấy nhưng mà anh ta đang nghèo nhất bản đồ với việc chỉ có cho mình một K5 netgood mà thôi. Và một con Beastmaster Bích sau khi đối phương đã có Oracle, và anh ta đang thực sự là rất thọt ở trong trận đấu này. Dài cố gắng đi cướp vào boss nhưng đây mới chỉ là 9 phút 40 giây thôi. Thế nên là anh ta cướp xong thì con Ork này có thể lên cướp lại đơn giản thôi. Thậm chí là Dài còn gặp nguy hiểm ở đây này. Sở Tôm đã có những level 9, sau áp Oracle là không đủ để anh ta chạy thoát đâu. Thôi chết nhé. Và cái việc mà di chuyển và cướp một cái outboss ở phút
9 phút 40 giây là không hay anh em ạ, phải là 9 phút 53 giây đi. Tôi nghĩ là hay, cướp Abbott thì mất 5 giây. Đúng. Thì anh ta cướp xong phải là phút thứ 10 luôn thì mới là hay. Ta di chuyển gọi là dai cho anh ta. Space chăng? Bây giờ thì dai còn được nhường cho một cái book bởi vì anh ta quá thọt. Thế này thì còn lâu, cái con Tini này nó mới có cho mình level. Book thì phải nhường cho Blend rồi. Rapzo cũng như Chimatu bắt đầu di chuyển và gây thêm áp lực vào cả khu vực rừng lên bot này. Trong khi đó thì con Slug của bên phía Team Spirit trong tay của Dyrak bắt đầu di chuyển lên rừng top của các thành viên đến phía Team Secret để có thể farm. Rõ ràng là khi mà vị trí Chimatu sai, anh sẽ làm kiểm soát được rất nhiều bản đồ. Và một con Monkey King hoàn toàn đang free farm, có cho mình 5.800 tiền rồi, gần 5.900 rồi. Và hai co của bên phía Team Secret họ đang gọi là chơi rất tốt trong cái trận đấu này. Mà tôi đúng là trận đấu này anh tôi chơi theo đường đệ rồi anh em ạ. Sau khi lên bài thì hướng đến cho mình một cái trống để những con đệ nó có thể khỏe lên talent đi. Chắc chắn là từ từ sẽ lấy cho mình những cái talent và đệ rồi này. Thêm đam cho cái chiêu 1 này, xong rồi talent 20 là thêm đam cho những con đúng không? Cực kỳ khỏe. Bây giờ các thành viên bên phía Team Spirit bắt đầu di chuyển cùng nhau. Có tốn được ai hay không? Vừa rồi là định dí vào Beastmaster nhưng không thành công đấy. Đúng rồi. Secret thì họ đang ép map thôi, vẫn đang ép. Nào bây giờ thì Zapdos đang liên tục được hồi máu bởi vì Jin Wapi, cái lượng máu nó hồi lên nó là quá nhiều và có thể Zapdos không cần phải về Regen. Bây giờ TP ta mid đến từ vị trí của Nisa và đang có một tình huống chặn đầu Ergon, cần túng Ergon đây. Thêm người, phải thêm người. Nhìn thấy Ergon kìa, chuối, anh em ơi, chuối. Có bắt được chuối hay không? Đây rồi, một cú chặn stun và đó là cả giam rồi, đây lượng năm rồi mà là đủ và Ergon lên bảng điểm số rất nhanh. Avalan với những cái stun rất ít ỏi của mình nhưng họ tận dụng tốt thời gian. Đúng rồi. Vẫn đủ có cho mình hai cái sờ tăn và 10 con sờ tôm này. Sờ tôm thì không phải quá xanh khi anh ta mới chỉ có 4k8 network thôi. Vậy nên là cái việc giết sờ tôm là hợp lý. Nisa di chuyển hay đấy, với một cái mắt anh ta tận dụng cơ hội để bắt vào người sờ tôm luôn. Và bây giờ thì sao? Máu Afterlife bị dí vào rồi và đó là hơi dài sâu. Con đặt rồi nhưng mà hơi sâu buông rồi, phải lùi ra thôi. Buông rồi con Beastmaster này và ăn cho mình cái trụ 2. Em nghĩ là một phần các thành viên từ phía Team Secret họ đánh như thế cũng là để đảm bảo rằng là không có ai TP về để đép vào trụ 2 này. Khi mà vị trí của Zai có một tình huống lăn lên khu vực high ground để vừa là đuổi vào Afterlife vừa check xem có ai về không, để cho Matum có thể đẩy trụ trong an toàn hơn. Và bây giờ thì một con Monkey King. Chết rồi anh em ơi, like gì 666 666 là con số của quỷ dữ đúng không? Đúng. Chết rồi, like vài cái đi anh em ơi, bỏ ngay con số 666 đi. Mình là thiên thần mà, tôi là thiên thần, tôi không phải là ác quỷ đâu mà là nai là 666 này thì chết. Ôi ơi, lại chuối nữa anh em ơi, đi xa lại bắt được thêm quả chuối nữa rồi và đó là mạng của Misa và đám số thậm chí ở phía sau. Slug cũng đang không biết chạy đi đâu và có cả dài đây. Dài đang cố gắng di chuyển đi nhưng Misa mò lên, Dài đang bật cả cho mình sao đồng đen lên rồi, ông nào tốt con mò lên thế kia. Misa chặn đặc đầu rồi mà Dài ơi đang lồng cộp bò về chuối nữa này anh em ơi, chuối nữa này lại chặn đầu rồi và đang mất cho mình cái bao lít rồi và đó là cả dài và cả Nisa. Cố lên. Ôi Dini Airline anh em ơi, liên tục là từ đệ này cho đến rồi là hero này cứ thế bay theo rồi. Anh đang cố gắng chạy lắm rồi nhưng thật sự là quá khó để có thể chạy thoát thật sự. Con giờ lắc bị truy đuổi đến từ 4 người liền. Đồng đội anh ta thì không thấy ai cả. Beastmaster và giờ tôm ở đâu? Cứ để giờ lắc bị đuổi như vậy. Anh em vào hết đây, tôi bế anh em lên. Thế là Papi chạy vào. Tani piu rồi bế thẳng lên. Mới đầu là Tani anh ta không phải tốt một con boa mà tốt con sói trong rừng. Con sói ừ. Tốt nhầm con sói trong rừng. Tốt nhầm con sói. Nhìn trông nó hơi giống con boa nhưng mà không sao. Liên tục là những cú tốt lên đến từ vị trí của Zapdos. Bây giờ các thành viên phía Secret kiểm soát quá tốt cái bản đồ này rồi. Ở Afterlife thì mới chỉ có cho mình level 7 thôi, cũng trốn đi đâu đó mà farm được lên level 7 cũng là khá đến từ vị trí của Afterlife. Trong khi đó thì bây giờ con nhện của Matum kìa, xong con Monkey King trong tay của Nisa kìa. Ông nào cũng 8k tiền rồi. Dairak ở trên này thì sẽ bị Arak nó rất nhiều, còn Nisa đứng trên cây chờ một tình huống rất là độ bắn lên chăng. Matum có mặt đây rồi, có cả Dài đây rồi. Dairak thực sự phải cẩn thận trong tình huống này. Có bạn ạ, trận sau mình có Gat, mình cả Khánh thì vẫn tiếp tục phục vụ anh em trận đấu thứ 3 ngày hôm nay nữa. Ở đây Immersion cũng bị bắt vào, nhưng ta đã kịp thời silent của con Bago để có thể về rồi. Giác do đổ đá nhưng không thành công, khi mà chỉ trúng vào một con Slug của Divu. Ôi Divu về luôn, Divu của chúng tôi đây này. Ôi 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 lại luôn, không nói nhiều. Anh quê ở đâu đây? Anh quê ở đâu đây? Nhà quê thế. Matu đang dí vào rồi. Và vị trí của Matu bắt đầu điều đệ đã cùng clan mid này thì ai cản trở Matu đây. Swap of mid không trúng rồi.
mà có trúng đi chăng nữa thì cũng không thể chết được. Chết có bài đệ xài rồi. Bài thì chưa bật, quả đấy trúng thì có thể là ăn được những con đệ một chút ít đệ thôi. Cảm giác như team Servodit ở trận đấu này họ đang bất lực quá. Danh cũng không được mà farm cũng không xong, cứ liên tục là bị bên phía Servodit họ dí vào. Direct đang có những tình huống di chuyển rồi trông khó chịu thực sự. Ông mặc kính kinh trong tay của Nisa thì cứ thấy ai đi lẻ là chuối anh em ơi đến hái chuối. Ui, thế là TD tốt, mặc kính kinh lên, mặc kính kinh bay lên cây hái chuối xong rồi đi về. Nào bây giờ các thành viên đến phía Team Spirit họ tập trung đông người đây. Có lẽ là họ muốn tận dụng cái combo, bắt đầu muốn tận dụng cái combo của mình rồi. Đó là một cái survive và một cái raw. Muốn chơi rồi đấy, bởi vì Slug thì đã có trong default rồi. Tuy nhiên thì họ, đấy, họ đã sờ mốc. Xì ke xì mốc lên rồi anh em ơi, và không biết là sờ có mốc Roshan thì anh ơi, vãi vào Roshan đi. Khi mà Team Spirit họ đang ăn cái con Roshan này với cái Lucky Shot và Slug đi đầu. Nhìn này, thấy Tiny này. Đừng có nhảy vào nữa. Đừng có nhảy vào nữa, nó tốt ra này. À không, lần này không tốt ra, đó là Blink đi. Đây là một cú bet rồi, mới đi ra thì ra hai quả chuối đây. Oh Afterlife, một quả chuối đã rụng vỏ đến từ vị trí của Oh Afterlife hay không. Nhưng đi xa vẫn chưa kết thúc mạng Oh Afterlife. Rất may, trừ 99 rồi anh em ạ, chỉ còn lại một máu thôi. Trên này thì sai, Puppy bị quay vào. Đó là một cú full bomb mid và có lẽ là vẫn chết thôi. Rất tiếc mạng Oh Afterlife rồi không chết, nhưng ở phía sau thì Nisa vẫn lại là một quả chuối khác dành cho Nisa thôi. Nisa lại leo lên cây và một cú bao let's try hoặc hái chuối và đó là killing spree. Hai sắc năm đổi mạng cho nhau, một pha combat mà mang người kinh anh ta đánh lỗi, anh ta vẽ vòng cũng như là đập sờ tăn trượt và sờ lắc khiến cho sờ lắc có thể lùi ra được. Bây giờ có muốn tiếp tục ăn đồ gian không, nhưng mà nhện con thì cảm giác như đang hết rồi này. Matubaman anh ta cần phải đi kiếm thêm cho mình những con nhện. 7k netgood rồi. Tuy nhiên thì team Spirit họ vẫn đang hold được Dragon Scale. Có lẽ là được di chuyển về cho vị trí Opago thôi. Nên cái chọc Swap Buckle nó sẽ là rất đau. Còn bây giờ các thành viên đến phía team Secret, nào họ có quay trở lại với cả cái con Roshan không? Nhưng mà team Spirit phần nào cũng thiệt mạng, mất một người rồi. Rất tiếc là Oh Afterlife trong tình huống vừa rồi không chết. Và bây giờ thì Direct bị nhìn thấy bởi Zai cũng như vị trí Puppy. Direct ngay lập tức có một tình huống TPV. Có túng được Direct ở đây không? Về thôi, không túng được rồi. Khá là dễ. Nếu pha đó mà Zai anh ta không quá vội vàng để Puppy sử dụng cái chiêu 1 vào người, sau đó anh ta sử dụng cổ vào thì có thể là đã thì giữ chân là... rồi. Sẽ giữ chân con sửa lắc lại. Ồ, và tiến ra Roshan rồi. Lại ăn à? Em nghĩ là bây giờ sẽ ăn được thôi. Matu bắt đầu di chuyển vào rồi. Cái đàn những con trông nó khá đông. Làm di chuyển vào và đập Roshan thôi. Ăn tương đối chậm. Điều có mờ la. Ok, nhưng ăn chậm quá. Bây giờ Immersion anh ta vào, anh ta vẩy một phát mà chết đàn đệ này thì lại không có đam này. Anh ơi, chia đệ ra sờ cao kìa. Ui ôi, Matu đánh điện đó là khác bọt anh ơi. Thật ra là anh ta là vác cái đệ ra chứ không phải là đây rồi, có sai rồi. Team Spirit họ muốn chơi pha combat này. Và Direct bị tìm thấy đầu tiên, và đó là quả chuối đầu tiên. Direct đang cố gắng di chuyển đi, nhưng mà đúng anh ta cũng sao lên và nhảy lên trên đồi rồi. Nhưng mà Tùm đã đứng trên đó và chờ sẵn. Direct bị nhìn thấy đây. Và Nisa trượt cây rơi xuống rồi. Trời ơi, đó là cú nhảy trời giáng đến từ vị trí của Nisa. Và Direct đang cố gắng di chuyển về, nhưng đó là Matum với những cái lưới của mình. Thôi bỏ, không bắt con Slug nữa, quay lại tìm các thành viên đến phía Team Spirit xem giết được ai thêm thì giết. Ergon bị nhìn thấy đây và cả chính Nisa nữa. Ergon hết xăng rồi và sẽ là một con Roshan trong các thành viên đến phía Team Spirit thôi. Nhưng mà con Storm Spirit nó không còn xăng để có thể chơi trong cái tình huống combat này. Sở Tôm hết mana, Sở Lắc thì không còn ulti thì làm sao mà vào Roshan đây. Sẽ đường lại cho bên phía ở Team Spirit cái giết này mà thôi. Người cầm sẽ là Nisa. Trong trận đấu này thì một con nhện nó không lên theo đường đam tay, anh ta sẽ không lao vào cắn quá nhiều đâu, anh ta sẽ chơi bằng những con đệ của mình mà thôi. Và Nisa với một con mang người kinh anh ta mới là người lao vào. Bây giờ xanh. Thì có gậy xanh rồi, cảm giác như là trận đấu này thì Matubaman anh ta đang lối lên đồ nó hơi rửa nạc rửa mỡ một tí anh em ạ. Chơi đệ nhưng mà lại lên gậy xanh. Direct di chuyển kiểu gì thế này, và Direct ở đây thôi, xong rồi. Quả chuối thứ năm dằm nành trong tay của Misa và nó làm ra gà kill. Cố gắng ăn lẻ nhưng mà có một con Oracle ở đấy. Con Slug có đi vu sớm nhưng mà chưa có tác dụng gì cả. Đây Immersion anh ta vừa dấu hiệu của tuyệt vọng rồi anh ạ. Quá tuyệt vọng luôn, không thể vẩy mực trúng cái con đệ của Matubaman khi anh ta micro quá khéo. Anh em nhìn cái cách mà tự búp Inkswell vào người xong di chuyển đấy chính là dấu hiệu của tuyệt vọng rồi. Hơi khó. Và bây giờ Nisa bắt đầu lại di chuyển tiếp xem có túm được thêm quả chuối nào hay không. Hoàn thành rồi. Rất may là Storm Spirit di chuyển về được rồi. Ergon vẫn đang di chuyển đi, nhưng mà Matum có mặt ở đây để tiếp tục đẩy vào trụ rồi. Cần thiết thì bật bay Nisa lên và đẩy thôi anh ơi. Nào Storm bay ra. Clear đặt đệ của Matum á. Có bay. Và đặt đệ này thì nó vẫn đang sống sót cho mình khoảng độ một nửa.
chết mất quá hoán. Đấy rồi, úi dồi ôi, úi dồi, Afterlife. Lại một mạng nữa dành cho team Secret khi mà có một cái line up dễ đánh và trình độ cao hơn. Rõ ràng team Secret ở game đấu này họ đã áp đảo đối phương rất nhiều rồi. Không biết Master anh ta cố gắng lấy Abort thôi khi mà sắp sửa sang phút thứ 20 cũng không thành công. Và vừa rồi những con nhện chết thì là những con nhện cháu anh em ạ. Cái con nhện mẹ này thì nó đẻ ra những con nhện con đến từ cái chiêu 1. Sau những con nhện con đấy cắn vào clip thì lại đẻ ra những con nhện cháu. Những con nhện cháu thì không biết đẻ nhá. Nhện mẹ cả nhện con thì biết đẻ, nhện cháu thì không. Nhện trượt đến từ vị trí của Direct rồi và phi xăng ra đến từ vị trí của Ergon thì ngay lập tức ăn một súng tăng và bỏ với đó là một cú bao last fight tuyệt vời đến từ vị trí của Lisa. Và bây giờ Ergon ngay lập tức phải lùi ra, có cả dài ở đây. Tâm lặng là một của Direct luôn, không nói chuyện được thứ hai, không dược ra gì cả. Và Zapdo xuất hiện ở đây rồi, Shadowland được bật lên và đang muốn dính rồi Zapdo ư một không. Đó là sẽ là Misa bỏ mạng lại để cho Slug lùi về thôi. Slug cảm giác như anh ta đánh không có đam, nhìn kìa. Slug sau combat anh ta cố gắng cắn các thành viên bên phía team Secret mà không ai mất máu cả. Đuổi anh ta cũng biết cái điều đó, anh ta cũng phải nhảy về luôn thôi. Bây giờ lên hai round thôi, quá khó đánh rồi. Lực bóng lại quá thấp và Immersion đi đầu rồi. Một quả chuối quá dễ hái dành cho vị trí của Zai. Misa có mặt đây. Anh em phải tưởng tượng bây giờ nhá, trong mắt các thành viên bên phía team Secret, team Speed nó không phải là những con hero nữa rồi, chỉ là những cái quả chuối vàng vàng đang chạy di động thôi, chờ lúc nào để hái. Và bây giờ thì họ dồn đến khu vực high ground, đẩy một đách rất đau và thậm chí là Direct mất cho mình nửa dây máu khi mà các thành viên bên phía của Secret còn chưa chạm vào người. Và đây, Lisa lại có một tình huống bao lét xoay tặng vào một Storm Spirit và Storm chết ở đây rồi. Một cú sâu bay bóp chết từ Storm luôn. Một cái quả bóng Rolling Thunder nó đứng im ở dưới chân của Storm thì lăn đi làm sao được đây, trời ơi. Công nhận luôn, pha sâu bay làm cho quả bóng nó đứng im dưới chân con Storm và Storm anh ta liên tục là bị nảy lên. Tại đây thì Slug bị tót ra, anh ta không có ulti và anh ta cũng sẽ phải lên đảo đến số thôi. Cố gắng bay back ra để làm gì đây khi bây giờ quá khó rồi. Tất cả các thành viên bên phía team Secret vẫn còn ở đây và họ sẽ có cho mình cái rank thứ hai này. Rồi rank thứ hai đã được đẩy rất nhanh đến từ các thành viên bên phía team. Ôi, rank đó lại tìm thấy người và đó là Direct. Bật cho mình cả Shadow đen lên rồi, dài nhảy vào giữa ba người và cái lượng khống chế kìa. Ui, Direct vẫn lùi ra được nhưng Zapdo đã chặn đầu rồi, một cú pao lít thẳng vào đầu của Direct. Các thành viên bên phía team Secret họ đi trước khoảng 2 bước rồi. Secret thì thật sự là họ đang muốn nói chúng ta biết là game 2 thì chúng tôi gọi là chơi bời một tí cho vui thôi. Mấy cái ông team Secret này thì có tuổi gì. Game 3 thì họ đánh thật và họ rết đối phương cực kỳ nhanh với một con nhện của Matumaman. Thật sự với một con nhện của Matumaman thì aura của 500 Bros Studio cũng là không đủ anh em ạ. Quá khó. Storm đang cố gắng clear grip ở mid thôi. Anh ta cũng chắc là biết là trận đấu này là cũng là không còn cơ hội rồi. Thì cố gắng là bay ra ngoài chơi đùa một tí, sau đó là GG thôi. Nào, sẽ là GG thôi. Sẽ là GG thôi chứ có ai mà ra nét được giữa đây. Hoa Tôn Lưu và Lisa đã bắt đầu phát vào những cái trụ cuối rồi. Và thậm chí là cả Zapdo nó có những cái tình huống burling vào để ú òa xem có ông nào thò mặt ra không thì òa cho cái tốt vào giữa 5 người. Ở đây rồi, Misa là người di chuyển ra và Zapdo có muốn một tình huống tốt ngược ra hay không. Nào, có vẻ là sẽ có một cái vòng của marketing được mở ra ở giữa Fountain chăng. Nào, Fountain rep luôn các anh, một sâu bay đôi này và sẽ là GG luôn. Đến từ các thành viên được gì rồi. Vâng, trận đấu mà quá rep anh em ạ. 2-1-4. Tôi cảm giác như bên phía ở team Solid họ bất lực. Họ không thể làm gì ở trong trận đấu này được.